gần 2 triệu ô tô được tự động gia hạn chu kỳ đăng kiểm từ ngày 3 tháng 6. Xác minh vụ hai phó chánh vào nhà nghỉ với nhau nhiều lần ở Hậu Giang. Huấn luyện viên Philip Chaussier lý giải thế nào về việc không gọi Văn Quyết lên tuyển Việt Nam? Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 3 tháng 6 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Gần 2 triệu ô tô được tự động gia hạn chu kỳ đăng kiểm từ ngày 3 tháng 6. Từ hôm nay, tức ngày 3 tháng 6, ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, tức xe cá nhân, xe gia đình chính thức được tự động gia hạn chu kỳ đăng kiểm. Đây là điểm nổi bật tại thông tư số 08/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 16/2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 6. Quy định tự động gia hạn chu kỳ đăng kiểm chỉ áp dụng đối với các xe ô tô gia đình có thời hạn sản xuất đến 7 năm và thời gian sản xuất từ 13 cho đến 20 năm đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định trước ngày 22 tháng 3 mà vẫn còn hạn kiểm định tính đến ngày thông tư 08 có hiệu lực. Những xe này sẽ tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn tính theo chu kỳ quy định mới. Theo đó, sẽ có một số phương tiện được kéo dài thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định tới ngày 21 tháng 3 năm 2026. Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An cho biết, thông tư 08 có hiệu lực sẽ có hơn 1,9 triệu giấy chứng nhận và tem kiểm định của ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh được tự động gia hạn theo chu kỳ mới. Những ô tô này sẽ được tự động gia hạn thêm 6 tháng mà không cần phải đến các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới để thực hiện kiểm định, cấp lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định. Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định được xác nhận theo mẫu bản điện tử có ký số và mã QR code kết nối tới trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm. Chủ xe thực hiện tra cứu trên trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định. Giấy xác nhận này là giấy tờ kèm theo không tách rời của giấy chứng nhận kiểm định đã được cấp để tham gia giao thông đường bộ theo quy định. Ông Nguyễn Tô An cũng lưu ý, quy định này không áp dụng cho các trường hợp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định hết hiệu lực trước ngày thông tư 08 có hiệu lực. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có 155.592 phương tiện hết hạn trước ngày thông tư có hiệu lực thuộc nhóm phương tiện được thay đổi chu kỳ kiểm định nhưng không được áp dụng thực hiện quy định này. Chuyển sang tin tức tiếp theo, xác minh vụ hai phó chánh vào nhà nghỉ với nhau nhiều lần ở Hậu Giang. Cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang xác minh và thực hiện quy trình xử lý phó chánh văn phòng sở Tài nguyên Môi trường và phó chánh thanh tra tỉnh vào nhà nghỉ cùng nhau nhiều lần. Thời gian vừa qua, một bộ phận cán bộ đã bị kỷ luật bởi thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Mới đây, thông tin bà PTHG, phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang, vợ ông Tăng Minh Thêm, phó chánh thanh tra tỉnh này bị phát hiện nhiều lần vào nhà nghỉ. Chuyện cán bộ thiếu tu dưỡng lại được dư luận quan tâm bàn luận. Sự việc liên quan đến bà Dề và ông Thêm bắt đầu từ việc bà NTML là vợ của ông Thêm gửi đơn tố giác bà Dề có quan hệ bất chính, không hối cải và tái phạm nhiều lần với chồng bà. Bà NTML tố giác nữ phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang tới 5 nội dung. Qua xác minh và báo cáo giải trình của bà Dề, Đảng ủy Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang xác định có 2 nội dung tố giác là có cơ sở. Theo tố giác, bà NTML cho rằng phát hiện chồng và bà Dề lén lút qua lại, gửi nội dung tin nhắn phản cảm và hình ảnh ghi lại những hành động thân mật với nhau. Tuy nhiên, bà NTML không cung cấp được cho đoàn kiểm tra các tin nhắn và hình ảnh đó. Còn theo báo cáo của Công an tỉnh Hậu Giang, có nội dung bà Dề và ông Thêm có tình cảm yêu đương nam nữ với nhau và nhiều lần cùng nhau đến nhà nghỉ để ôm hôn thân mật. Do đó, nội dung tố cáo là có cơ sở. Ngày 18 tháng 2, bà NTML bắt gặp chồng và bà Dề ở chung phòng tại một nhà nghỉ ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang là đúng sự thật, nhưng không có hình ảnh hai người quan hệ bất chính. Bà Dề không thừa nhận có quan hệ bất chính với ông Thêm. Tuy nhiên, qua xác minh, việc bà Dề và ông Thêm hẹn nhau và bị bà L bắt gặp ở cùng phòng tại nhà nghỉ và hai người có gặp nhau nhiều lần tại nhà nghỉ
nên việc tố cáo bà Dề và ông Thêm đã lén lút qua lại là có cơ sở. Đảng ủy Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang cho rằng chưa đủ căn cứ kết luận giữa bà Dề và ông Thêm có quan hệ bất chính. Tuy nhiên, bà Dề có dấu hiệu vi phạm nên Đảng ủy Sở đã quyết định chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà này. Từ đó ra kết luận, nữ phó chính văn phòng không gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Mặc dù bà Dề đã có chồng nhưng lại có mối quan hệ tình cảm yêu đương nam nữ với người khác, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức. Bà Dề bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Còn đối với ông Tăng Minh Thêm, tại kỳ họp lần thứ 25, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang đã xem xét, kết luận, kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Điều đáng chú ý, theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Thêm đã có vợ, có con, nhưng nhiều lần đi vào nhà nghỉ với người đã có chồng, có con và bị quay video clip phát tán trên mạng xã hội Facebook. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang nêu rõ, điều này dẫn đến đơn tố cáo gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên. Chưa hết, ông Tăng Minh Thêm với vai trò Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh nhưng chưa gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống và những điều đảng viên không được làm. Ngoài ra, ông Thêm được xác định báo cáo không trung thực, quanh co nhằm che giấu khuyết điểm vi phạm của mình. Ông còn kê khai tài sản, thu nhập không trung thực trong kỳ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022. Cũng theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Thêm chưa tạo được sự đoàn kết nội bộ để phát sinh đơn tố cáo, công tác phối hợp trong tập thể lãnh đạo cơ quan từng lúc, từng nơi chưa tốt, trong trao đổi góp ý với đồng nghiệp còn nóng tính. Với ông Thêm, sẽ còn những bước tiếp theo của quy trình xem xét, dấu hiệu vi phạm, xử lý kỷ luật. Nhưng trước mỗi vấn đề dư luận quan tâm, có đơn thư tố cáo, sự vào cuộc nhanh, xem mình thận trọng, xử lý kịp thời, nghiêm khắc và công khai trước công luận như các cơ quan của tỉnh Hậu Giang đang làm là rất cần thiết. Ở khía cạnh pháp luật, quy định chế độ hôn nhân là một vợ một chồng. Ở khía cạnh cán bộ, ngoài thượng tôn pháp luật, còn phải gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và lối sống. Vì vậy, nghiêm khắc trước thói hư tật xấu cũng là cảnh tỉnh cần thiết. Còn nghiêm khắc trước sự suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống sẽ chỉ làm tăng niềm tin trong nhân dân, làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Tin tức cuối cùng, huấn luyện viên Philip Chaucer lý giải thế nào về việc không gọi Văn Quyết lên tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Philip Chaucer đã không gọi Văn Quyết lên tuyển Việt Nam lần này khiến giới chuyên môn phải đặt dấu hỏi cũng như chờ chiến lược gia người Pháp trả lời. Huấn luyện viên Philip Chaucer vừa công bố danh sách tuyển Việt Nam với 33 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho hai trận giao hữu nhân dịp FIFA Day vào giữa tháng 6 tới. Có không ít bất ngờ nhưng lớn nhất vẫn nằm ở trường hợp vắng mặt của Văn Quyết, đội trưởng Hà Nội FC và cũng là cầu thủ Việt Nam đang sở hữu nhiều bàn thắng nhất ở V-League, 6 lần lập công trong 7 trận ra sân vào lúc này. Sự vắng mặt của Văn Quyết rõ ràng buộc phải đặt dấu hỏi dành cho huấn luyện viên Philip Chaucer. Bởi nếu xét về phong độ, đội trưởng Hà Nội FC xứng đáng hơn rất nhiều các tiền đạo có tên ở lần tập trung thứ 2 của tuyển Việt Nam này. Chắc chắn, ông Chaucer không thể gạch tên Văn Quyết vì phong độ hay chuyên môn và những gì đã thể hiện và ngay cả việc đội bóng thủ đô đang khó khăn do vắng cầu thủ người Hà Tây cũ là minh chứng rõ nhất về năng lực và tầm quan trọng của cầu thủ này. Không vì chuyên môn, xem chừng nằm ở đạo đức khi Văn Quyết đang phải nhận án treo giò 8 trận tại V-League vì hành động xô đẩy với trọng tài có thể là lý do vắng mặt. Nhưng nói về đạo đức cũng cần phải xem xét lại rất nhiều cầu thủ đang góp mặt trong danh sách tuyển Việt Nam lúc này. Quế Ngọc Hải là ví dụ điển hình với pha vào bóng triệt hạ một đồng nghiệp buộc phải giải nghệ cách đây vài năm chẳng hạn. Cần hiểu thêm, treo giò ở V-League không có nghĩa là bị cấm thi đấu hay khoác áo tuyển Việt Nam trừ khi FIFA, AFC đưa ra quyết định cho trường hợp đặc biệt nào đấy. Với việc đang thực hiện án kỷ luật, có lẽ phong độ của Văn Quyết khó đảm bảo nếu được gọi lên tuyển Việt Nam. Nhưng hãy nhìn lại, Quang Hải hay Công Phượng thì thấy rằng đây cũng không phải là vấn đề. Công Phượng cùng Quang Hải đã không thi đấu suốt vài tháng qua chứ chẳng phải mới gần đây. Chính bởi thế, lý do Văn Quyết khó đảm bảo phong độ là bất hợp lý. Nguyên nhân có thể nằm ở câu chuyện tuổi tác, nhưng tuyển Việt Nam vẫn có Hải Huy, Nguyên Mạnh, Đình Triệu là những người bằng tuổi với Văn Quyết nên chắc chắn là không phải. Vậy nên, đưa ra lý do Văn Quyết không phù hợp với lối chơi xem ra ổn nhất như cách ông Park Hang-seo từng làm. Nhưng nếu là vậy, huấn luyện viên Chaucer dường như lại vội vã khi thực tế lúc này tuyển Việt Nam đang thử thách các phương án khác nhau.
tin tức trên đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!